Đã gần 80 tuổi, tự nhận rằng quỹ thời gian của mình còn lại không nhiều mà chưa kịp nháy mắt. Mọi sự kiện chi tiết của cuộc sống đã biến mất. Vì vậy, ông Vinh luôn thấy tiếc và cố gắng ghi lại những khoảnh khắc đổi thay đó như một cách để cập nhật cuộc đời. Ông Vinh đã 79 tuổi đời, nhưng chỉ mới 2 tuổi ảnh. Ông lúc nào cũng tràn đầy niềm vui như trẻ lại vì đến với nhiếp ảnh, đến một cách tự nhiên như từ trong máu đã sẵn có. Chắc chắn ông phải cảm ơn anh Trịnh Hồng Minh, một thành viên của xóm nhiếp ảnh, đã tự tay làm slide ảnh này để tặng cho ông. Tuy mới gia nhập xóm nhiếp ảnh không lâu, nhưng họ đã dành cho ông tình cảm như dành cho anh em ruột thịt trong gia đình. Ông Vinh sống ở Hà Nội cùng vợ và hai con. Con gái 40 tuổi đã ở riêng. Con trai 37 tuổi bị thiểu năng trí tuệ. Khi ông Vinh nghỉ hưu, tình cờ có một lần có đứa cháu họ hướng dẫn ông làm quen với nhiếp ảnh. Từ đó cuộc đời đã về chiều của ông mở sang một trang mới. Ông tự nhận mình chỉ có thể lùi bước trong nhiếp ảnh để lấy góc rộng hơn hoặc vừa ý, chứ không chịu lùi bước trước sóng gió của cuộc đời. Ông là Nguyễn Tân Vinh, ông già mê chụp ảnh Hồ Gươm của xóm nhiếp ảnh. Hà Nội có nhiều vẻ đẹp khiến người khác say mê, nhưng không hiểu sao trong những vẻ đẹp đó, ông Vinh lại say cái đẹp của Hồ Gươm hơn cả. Hơn 2 năm nay, ngày nào cũng vậy, chỉ trừ những ngày thời tiết Hà Nội lên cơn giận dỗi bất thường. Còn nếu không, cứ 3 giờ chiều, mọi người lại thấy hình ảnh một ông già lóc cóc đạp chiếc xe cà tàng, vai khoác chiếc máy ảnh lên Hồ Gươm để chụp ảnh. Đến Hồ Gươm, việc ông làm đầu tiên là khóa đến 2 khóa vào chiếc xe cà tàng dựng trước cây đa ở tượng đài Lý Thái Tổ, rồi mới an tâm bắt đầu cuộc hành trình nắm bắt những vẻ đẹp của Hồ Gươm. Ông Vinh có một biệt danh do anh em trong xóm nhiếp ảnh tự phong, đó là vua Hồ Gươm. Bởi lẽ ông yêu Hồ Gươm đến mức độ chỉ cần có một áng mây lạ trên hồ, ông cũng biết. Chỉ cần có một sự đổi thay nhỏ trên hồ, ông cũng nhận ra. Không chỉ có ông, anh em bạn bè trong xóm nhiếp ảnh cũng có rất nhiều người chọn Hồ Gươm để làm nơi tác nghiệp. Tuổi cao, chân bị đau, ông Vinh không ngồi được. Mỗi khi phải ngồi xuống để có góc máy ưng ý, ông Vinh toàn phải nằm xuống mới chụp được. Lúc đứng lên, anh em trong xóm lại giúp đỡ ông đứng dậy. Sức yếu là vậy, nhưng không ngày nào ông không lên Hồ Gươm chụp ảnh. Ông tự nhận, dù có mệt đến mấy, nhưng chỉ cần chạm vào chiếc máy ảnh và tác nghiệp, ông lại thấy mình khỏe ra rất nhiều. Với ông, Hồ Gươm đẹp không chỉ bởi vì cảnh đẹp, mà còn bởi những con người xung quanh tạo nên cảnh đẹp đó. Ông quan niệm, mỗi khi đi tác nghiệp đều luôn luôn phải chú ý đến những con người đời thường gần gũi với cuộc sống. Ông già mê ảnh Nguyễn Tân Vinh vẫn cho rằng may mắn lớn nhất của mình là đã gặp được xóm nhiếp ảnh. Kể từ đó, ông già hơn 75 tuổi cặm cụi đêm ngày trước cái máy vi tính để tìm cách tải những bức ảnh của mình lên mạng. Mắt kém không nhìn thấy, ông thậm chí còn phải dùng kính lúp để soi từng dòng chữ của mình trên màn hình và bàn phím. Tuy tuổi đã cao, nhưng ông luôn chịu khó vào xem các bức ảnh của mọi người và cặm cụi viết phản hồi về những tấm ảnh của họ. Cái tình của mọi người, tuy chỉ là quen nhau qua mạng Internet, cũng đủ khiến ông già hơn 75 tuổi rất xúc động. Và chính những bức ảnh đã bắt những nhịp cầu nối liền khoảng cách giữa ông với thế giới xung quanh.